Tiếp theo sau đây đó là chân sắt được hàn cao 1 mét đúng theo tiêu chuẩn để lắp được máy nước nóng năng lượng mặt trời. Chúng ta quan sát thấy ha, 1 mét cộng với 2 tấc độ cao của chân bồn nước thì đảm bảo rằng là đáy bồn là chúng ta có thấy là xấp xỉ với đỉnh của máy nước nóng năng lượng mặt trời, thì đó mới là đúng theo yêu cầu kỹ thuật lắp đặt. Rồi thì chân đế này là được hàn bằng sắt V5. Đây hình chữ V và độ dày này là cái mỗi bảng rộng này là 5 cm, độ dày là 3 mm ha, 3 ly. Và lưu ý này, đặc biệt chỉ có tại nhóm phối tiếng đạt, toàn bộ khung chân này đều làm bằng sắt V5. Thì ví dụ chéo các thanh chéo như thế này có 4 thanh đầy đủ ha, và đều làm bằng sắt V5, đồng thời sơn một lớp sơn chống rỉ màu đỏ để chống rỉ. Thì thường ở trên thị trường thì hầu hết đa số, ví dụ khách hàng thường, những thợ hàng thông thường, người ta chủ yếu là làm bằng V4, hoặc là nếu là thanh trụ V5 thì chéo người ta cũng chỉ làm V3 mà thôi. Thì riêng nhãn phối tiếng đạt làm toàn bộ khung V5 chắc chắn đảm bảo hơn, an toàn hơn và có độ nặng để đảm bảo là tạo độ bền cho quý khách hàng sử dụng lâu dài nhất có thể. Và chân bồn này thì do kỹ thuật nhóm phối tiếng đạt là nắm được rõ kích thước của chân bồn, cho nên là khi quý khách có nhu cầu thì sẽ cắt sẵn và đem lên công trình hàng, vừa nhanh vừa an toàn, là vừa tiết kiệm thời gian cho quý khách hàng rất rất nhiều. Đây chân đế thì được cái chân sắt này này nó được ôm ngay cái chân của chân bồn đó, cho nên là cái khung chân rất là vững chãi mà vừa ôm vừa khít. Thì về mỹ thuật cũng như là về chất lượng và tính an toàn, độ bền rất là đảm bảo,